Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải muốn thông tin đến quý vị và anh chị em một biến cố khá buồn. Đó là có một cái kẻ tấn công không rõ danh tính đã đấm vào một linh mục trong thánh lễ Chủ nhật ở Đức. Thì cái vụ tấn công xảy ra trong thánh lễ Chủ nhật vào ngày 30 tháng 8 tại nhà thờ Thánh Giuse ở quận Webdin. Thì đó là một ngôi nhà thờ rất lớn ở trong một cái khu vực trung tâm trên đường là tên là Müller Strebe ở Berlin. Thì nhà thờ chính tòa Thánh Hedwig của Tổng giáo phận Berlin đang đóng cửa để tu sửa. Do đó, tất cả các cử hành phụng vụ chính thống của Tổng giáo phận đang diễn ra tại nhà thờ Thánh Giuse. Đức Tổng giám mục tên là Henner Koch thường đến dân thánh lễ tại đây, đặc biệt là các thánh lễ trực tuyến trong thời gian không có thánh lễ dành cho công chúng tham dự. Theo lời kể của các nhân chứng thì vào khoảng lúc 10 giờ rưỡi sáng, có một người đàn ông đã ngồi lặng lẽ trong thánh lễ. Anh ta đột nhiên đứng dậy và nhổ xuống đất. Hắn ta bước một cách hùng hổ về phía cung thánh của nhà thờ, trong khi tuôn ra những cái lời lẽ phỉ báng tôn giáo, đặc biệt là phỉ báng Đức Mẹ. Rồi sau đó hắn đấm vào cha tên là Andrzej Dodge, 61 tuổi, khiến ngài là phải nhào xuống đất. Thì sau cái biến cố này, cảnh sát Berlin cho biết rằng là ngay sau đó cái kẻ lạ mặt đã lấy cuốn kinh thánh và xé nát vài trang, xé ra vài trang. Rồi em trai của vị linh mục tên là anh Holger Dodge, năm nay là 56 tuổi, đã chạy đến can thiệp. Kẻ tấn công đã đánh gục anh ta bằng cuốn kinh thánh và bỏ trốn khỏi nhà thờ. Đến nay thì kẻ tấn công vẫn chưa bị bắt. Vị linh mục bị đánh gục và bị thương nhẹ, và em ngài thì cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, đã được cấp cứu tại chỗ. Kính thưa quý vị và anh chị em, anh Holger Dodge nói với tờ là Starbucks là tên tấn công còn trẻ, khoảng từ 20 cho đến 25 tuổi thôi, có vẻ là như là nóng giận trước cái bài giảng của cha Andrzej Dodge. Trong cái bài giảng, ngài nói về Hegel và sinh quán của ông ta ở Stuttgart và nhấn mạnh rằng cảm xúc không liên quan gì đến luân lý cả. Thì phòng điều tra tội phạm về chính trị của phân bộ cảnh sát hình sự của Đức đã thụ lý cái vụ án này. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em cũng đã xem, cách đó vài tuần thì cũng đã có một cái vụ tấn công tương tự tại Hoa Kỳ. Tức là một cái người phụ nữ da đen đã đấm vào mặt người đọc sách thánh trong một cái thánh lễ tại nhà thờ chính tòa hai thánh Phêrô và thánh Phaolô của Tổng giáo phận Philadelphia. Thì cái hành động bạo lực đó diễn ra ngay tại sát cái cung thánh khi buổi lễ lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 8 là cái lúc đó giờ lễ là đang phát trực tuyến, và đến nay thì thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Một cái người phụ nữ da đen mặc đồ xanh đã đứng chờ ngay sát cái cung thánh khi mà hai cái người phụ nữ vừa đọc sách thánh xuống, là cô ta đã đấm vào mặt của người đọc sách thánh đi gần bên mình, rồi cô ta ung dung bước ra khỏi nhà thờ. Đây là hai biến cố thật khá đau lòng đối với giáo hội công giáo của chúng ta. Thì mong rằng là cảnh sát sẽ can thiệp kịp thời, sẽ bắt được cái người đã xúc phạm đến cái người mà đã bị đánh vào mặt, cũng như là linh mục ở Đức của chúng ta. Hy vọng rằng cảnh sát sẽ tìm được và có một cái lời, tìm được cái nguyên nhân vì sao anh ta lại làm như vậy. Thì một vài thông tin Quang Hải muốn chia sẻ đến quý vị và anh chị em, mong rằng chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.